Thì chưa con bảo rồi mà lại. Ôi trời ơi. Này, này, dậy, dậy. Giờ này là giờ nào mà mày còn ngủ hả? Sớm là thế nào? Bây giờ mấy mấy giờ rồi mà mày bảo sớm? Vẫn sớm là mẹ, bây giờ mới có 6 giờ, mẹ cứ để cho em ngủ đến 6 giờ sáng hôm sau. Ôi trời ơi, tôi xin này, chưa có cái ngữ con rông nào mà về nhà đấy. Chồng mà lại ngủ như này đâu nhá. Ngủ trương tay ra như thế này nhá. Hả? Em rông mới về làm dâu mẹ cho ăn. Không được, bọn mày nói chứ không được. Dâu kiểu gì như thế này? Hả? Dâu Tây à? Làm gì có ai mà mẹ chồng dậy từ 4 giờ sáng dọn dẹp từ dưới nhà đi lên trên này vẫn là ngủ trương tay ra. Hay là mày định về nhà này là bà tướng à? Vẫn còn đấy, vẫn còn ngái ngủ mẹ, cứ mà dâu gì? Không có ai có cái kiểu nào mà bây giờ về dâu mà bây giờ 6 7 giờ vẫn còn nằm trương tay ra như này nhá. Ông mẹ cứ nói quá đấy, bây giờ mới có 6 giờ. Quá cái gì? Thế tôi nói không phải à? Em nó nói quá, mẹ đến nó lấy em nó về thì mẹ phải phục vụ em đấy chứ. Ôi dồi ôi. Anh nói. Ôi dồi ôi. Đấy mày thấy chưa? Một câu như sát muối vào lòng tao. Anh lại quay cái gì ấy? Nuôi quay ra đây nhá. Để xem con dâu này, con dâu lớn lên. Để con dâu ngủ ngủ trên xác. Lấy vợ về hòng để cho mày giúp đỡ cái chân già này. Để đỡ phải việc nhà cho mọi khi. Để việc ở đấy đi, con dạy thì con làm, mẹ dạy sớm. Không có cái kiểu như thế nhá. Làm sai gì có cái kiểu con dâu mà mẹ chồng bà gọi dậy nó còn cãi trả treo. Nó còn bảo mẹ cứ để việc ý, để ngập đầu à. Cái chồng đâu rồi? Cái chồng cái đâu rồi? Cái thằng chồng nó cái kia, thằng chồng nó còn đang bơm xe ở ngoài đấy, chồng thì phải dậy sớm. Chồng thì dậy sớm. Sáu giờ gì đã có ai bơm xe à? Sao không? Nó dắt xe ra để nó đưa đi ra chợ mà xe hỏng. Nó phải đi mượn cái bơm về để nó bơm xe cái kia. Thì mỗi người một việc thôi à, anh dạy việc làm gì? Việc của anh thì tí nữa anh con dạy con dọn dẹp nhà cửa sau của con ngủ. Mẹ em bảo thế nên mẹ không có quyền à? Tao hỏi mẹ. Thế là vừa mất ngủ không dậy. Đấy đấy. Này. Con riêng nhà cửa à? Mày có dậy được vợ mày không hả? Mày ai mày để cho vợ ngủ trương tay 6 7 giờ sáng thì để cho bà già này. Con vẫn phải quần quần bà từ sáng tới dậy sớm để phụ mẹ mà không biết sao rồi. Mày không biết dậy về để anh đi dậy nhá. Anh này có nhiều kỹ năng anh dậy được. Rồi anh như thế này. Bây giờ mới có 6 giờ. Mẹ 6 giờ quen quá luôn rồi. Ngày xưa mẹ việc nhà cửa. Xưa mẹ phải dậy từ 4 giờ sáng đi ra đồng này. Lâu mà. Không phải là so sánh ngày xưa, nhưng vẫn phải có cái ý thức. Thấy mẹ chồng quẹt là đã phải có ý thức phải dậy rồi. Mày nó biết rồi, nó vẫn cứ kệ. Bây giờ con đi làm cả tuần mệt mỏi được có mỗi một ngày chủ nhật. Con ngủ có phải là muộn 8-9 giờ con mới dậy đâu, bây giờ mới có 6 giờ. Tháng nào phải có 4 chủ nhật. Này, bây giờ mới lấy mà nó đã như này rồi. Vài em nó lên lên đầu đến cổ mày nó ngồi đấy con à. Mày lấy về có 1 tháng rồi đấy. Bảo rồi. Đến tháng thứ 2 chắc nó lên đầu mẹ nó ngồi. Thôi anh cứ mà đổ thêm dầu. Tại sao anh lấy vợ anh về đi xem vợ anh có ngồi lên đầu. Ôi này tao mà lấy vợ, tao quát vợ tao dậy từ bao giờ sáng nấu cơm nhá, nấu ăn sáng cả nhà như tao chưa thấy sống cái loại nào mà. Mới về ở nhà này bây giờ cãi mẹ cãi anh. Đấy, cãi mẹ cãi anh như này. Thôi giờ này con dâu mới về thì thôi mẹ bỏ con. Này con dâu này lên mình bảo ấy thì em chưa dậy à, nói một câu xong rồi thôi mẹ thôi mày mình vợ. Bình chậm chập thế thì mày em đây này. Đây này em bảo cô ấy là dậy sớm rồi nhưng mà thế thì bảo không dậy đâu, không nghe lời mày đâu. Mẹ mày đẻ ra mày. Anh mày vẫn còn ngủ trên tay đây, giường chiều quạt ngủ đây. Mày bây giờ chỉ bênh người xưng nước lã bênh người ngoài. Em không có ý bênh ai cả, không có một ý bênh mẹ hay là bênh cô. Mẹ có con gái đây này. Mẹ cứ đi mẹ bắt nạt con dâu ấy, xong đến lúc con gái mẹ ai à rồi cũng bị bắt nạt đấy. Con là dâu con nhà mình mẹ lại bảo con gái mẹ nó khác. Con có bao giờ con như thế này có về con ngủ trương như này không? Đây con gái mẹ 6 giờ phải dậy đây. Đấy, dậy nó con bao nhiêu. Đây, ngủ đây. Ai có thể nói được. Đang này cứ chứ đây nha. Dậy một tí, con sao đâu anh? Sao thì mày không ăn 2 bữa mày có sao không? Đấy nó bênh vợ nó đấy con ạ. Đây này. Có phải là đến 10 giờ 11 giờ em mới dậy đâu? Ôi giời ơi. Bây giờ 11 giờ thì tao sống mày luôn. Tao tao ra khỏi nhà luôn. Nhà tao có cái ngưỡng ngủ đến 11 giờ nhá. Ôi, nói em thôi thì sau này con ngủ muộn thì con bị nói thế à? Chứ gì nữa. Con không thế. Mẹ biết con không thế chứ không có cái loại này như này. Sao mà chắc được? Mày cứ ham là hố vợ thành phố rồi cho lắm nào. Đấy có mẹ ham nhưng mà mới có một lần là sao em sẽ bảo mọi mới có một lần. Không cái gì? Cái gì mới một lần? Mày sẽ bao nhiêu lần? Mày bảo được không? Con bảo được. Mày ghi âm lại nhá. Con quạnh lại là rồi. Quay về đấy mày ghi âm vào để xem tao này có bảo được không nhá, không bảo được đừng có trách tao. Có lần à? Rồi, cứ đuổi đẩy mẹ không được. Tao xuống nhá. Tao xuống đấy mẹ đang làm đồ ăn sáng tao hỏi này thế. Con dâu mẹ đâu sao không xuống nấu, mẹ bảo nó nấu nó đang ngủ, tao bảo đấy lên trên này xem đi mẹ. Này, hôm nay có mày ở đây nhá. Thì mày có biết đấy mọi hôm á, tao phải nấu nướng cho nó ăn sáng ăn mình ăn. Tao không về nhá. Chỉ việc ăn thôi. Tao biết
Vợ chồng mày bắt mẹ của Vũ bao giờ nữa? Em bắt mẹ của Vũ bao giờ mà anh đi? Thì đấy, thì bắt ngủ đây. Đêm đã không được ngủ rồi, bây giờ đúng mỗi cái chủ nhật. Này, đêm mai đêm mai không cho chúng mày ngủ. Chúng mày ngủ cho ra, chứ đừng bảo không ngủ nhá. Thôi có mỗi cái ăn sáng của mẹ cứ là... Thôi tóm lại là mày có xuống nấu đồ ăn sáng không? Hay để tao mẹ nấu ăn sáng bưng lên cho mày. Mỗi người một cái bát mì á. Nó khỏe đâu mà phải bưng lên cho nó. Đi xuống mà nấu. Không, đi. Mẹ con mình phải lên phục vụ nó chứ. Không còn lâu ấy. Cứ mà phải lên phục vụ con dâu chứ bị. Không có cái ngữ đấy nhá. Mày không dạy được phải để tao dạy. Tao về nhá, tao thấy cái tình trạng này là không được đâu. Mới có như thế này mà nó đã thế rồi. Mày ơi, nó lên đến đầu đến cổ mày đấy con ạ. Ngu lắm nào, cắm đầu vào làm để cho nó nằm ngủ trương xác ra 9-10 giờ như vậy. Mẹ thì hì hục gì bếp.